loạn mê hồn trận máy đo nồng độ cồn bày bán tràn lan trên thị trường. Thực hư trứng gà giả giải cứu 65.000 đồng 30 quả. Dâu Tây Sơn La nhuộm đỏ siêu thị cực hút khách tại Hà Nội. Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi bản tin tiêu dùng của truyền hình Đài Tiếng Nói Việt Nam được phát trên các nền tảng số của VVTV Tiêu Dùng thưa quý vị thời gian gần đây cùng với việc xử lý gắt gao của lực lượng cảnh sát giao thông về những lỗi vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện khiến không ít người thấp thỏm lo lắng nếu như đã sử dụng một chút rượu bia trước khi ra đường do đó ngày càng nhiều người trang bị máy đo nồng độ cồn để có thể tự kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở trước khi tham gia giao thông thế nhưng chất lượng thực sự của những chiếc máy này liệu có đáng tin cậy và lực lượng chức năng công nhận hay không mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây Tại tuyến phố Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội, nơi cung cấp thiết bị y tế bán lẻ cả dãy phố, phóng viên đã thử tiếp cận vài cửa hàng thiết bị y tế tại đây. Trung bình vào 5 cửa hàng thì có đến 3 cửa hàng có bán thiết bị thổi nồng độ cồn. Người bán hàng khẳng định công an cũng mua của mình, thậm chí còn rất nhiệt tình khi mang cả rượu ra mời phóng viên thử để tăng độ chính xác của máy. Máy được bán thông dụng trên tuyến phố này chỉ có một loại với giá 1 triệu 500 nghìn đồng. Có nơi bảo hành một tháng, có nơi thì không bảo hành. Dạo qua thị trường trên mạng, rất nhiều gian hàng online có bán máy thổi nồng độ cồn. Rất nhiều mẫu mã đa dạng với mức giá chạy từ hơn 200.000 đến hơn 20 triệu đồng. Chính hãng hay không cũng đều có đủ. Theo cơ quan chức năng, những chiếc máy đo này có thể làm giá trị tham khảo. Quyết định cuối cùng vẫn phải dựa trên cơ sở đo lường của máy đo nồng độ cồn được quy định của Bộ Công an. Còn với thị trường máy đo nồng độ cồn đang bày bán tràn lan như hiện nay, rất cần sự vào cuộc của lực lượng quản lý thị trường để kiểm soát chặt về giá và nguồn gốc xuất xứ. Nhanh chóng vào cuộc điều tra, mới đây đội quản lý thị trường số 04, Cục Quản lý Thị trường Hà Nội vừa phối hợp với đội cảnh sát kinh tế, công an quận Đống Đa kiểm tra hai cửa hàng trên địa bàn quận Đống Đa, phát hiện và tạm giữ nhiều máy đo nồng độ cồn và một số hàng hóa khác có dấu hiệu là hàng hóa nhập lậu. Kiểm tra tại cửa hàng có địa chỉ tại số 110 E2, phố Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội. Đoàn kiểm tra phát hiện tại cơ sở đang bày bán 100 hộp kim chích lấy máu thử tiểu đường, 50 cái một hộp, nhãn chữ Sinodoro Made in China và một bộ máy đo nồng độ cồn trong hơi thở mã CA2000, nhãn chữ nước ngoài không tem kiểm định. Kiểm tra tại cửa hàng có địa chỉ tại số 73A Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội. Đoàn kiểm tra phát hiện tại cơ sở đang bày bán một chiếc máy đo nồng độ cồn trong hơi thở nhãn có chữ tượng hình mã CA2000, một chiếc máy đo nồng độ cồn trong hơi thở Dry safety, 6 chiếc nhiệt kế hồng ngoại Nikika và 80 miếng dán giữ nhiệt Kichilachi. Tổng cộng 88 sản phẩm là hàng hóa do nước ngoài sản xuất, có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt. Đoàn kiểm tra đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ tại hai cửa hàng trên để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Cũng liên quan đến kinh doanh sản phẩm hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ, mới đây lực lượng chức năng thành phố Hồ Chí Minh phát hiện và thu giữ hơn 36.000 mỹ phẩm, nước hoa nhập lậu có trị giá gần 2 tỷ đồng quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh phát hiện tại hai địa điểm kinh doanh nằm trên địa bàn quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, tàng trữ kinh doanh hàng chục ngàn sản phẩm có dấu hiệu nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu. Tại điểm kinh doanh số 227 trên 25 Nguyễn Tư Giản, phường 12, quận Gò Vấp, đội quản lý thị trường số 2, Cục Quản lý Thị trường thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện và thu giữ hơn 6.000 sản phẩm là dầu gió xanh Singapore, tẩy tế bào chết spa. Tại điểm kinh doanh số 284 trên 1 Phạm Văn Chiêu, phường 9, quận Gò Vấp, tổ công tác khác của đội quản lý thị trường số 2, Cục Quản lý Thị trường thành phố Hồ Chí Minh đã thu giữ gần 340 thùng hàng hóa với tổng số lượng trên 30.000 tiếp cho một chai. Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, trên một số tuyến phố tại Hà Nội xuất hiện các điểm bán hàng với băng rôn chung tay giải cứu trứng gà vịt cho bà con nông dân ở xã Liên Châu, huyện Thanh Ngoài. Trứng gà được bán với giá 65.000 đồng trên 30 quả và trứng vịt là 75.000 đồng trên 30 quả. Vậy thực hư câu chuyện này ra sao? Trứng gà đã rẻ đến mức phải giải cứu hay chưa? Để giải đáp cho loạt nghi vấn trên, mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây. Trứng được chất trên các xe tải bán rong cho người đi đường cùng tấm băng rôn, chung tay giải cứu trứng gà, vịt cho bà con nông dân. Để tiện cho khách hàng mua, những người bán hàng bán theo túi, mỗi túi 30 quả có giá 65.000 đồng. Bên cạnh đó, các mặt hàng trứng không chỉ bày bán trên vỉa hè, nhiều người cũng đăng tải thông tin bán trứng gà giá rẻ trên chợ mạng, kèm hình ảnh treo biển với nội dung bán trứng cứu người chăn nuôi. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm Việt Nam, trong năm 2022, mặt hàng trứng gà có mức giá tương đối tốt, đảm bảo lợi nhuận cho người chăn nuôi. Từ đầu năm 2023, giá trứng gà có giảm, nhưng người nông dân vẫn có lời, không đến mức phải giải cứu. Việc các tiểu thương dùng biển hiệu băng rôn giải cứu là chiêu trò để câu khách, nhằm bán trứng với số lượng lớn. Điều này làm hạ giá trị của nông sản Việt. Thưa quý vị và các bạn, là loại quả được nhiều người yêu thích. Này giá hạ nhiệt khiến dâu Tây Sơn La thành mặt hàng đắt như tôm tươi. Bất kể đăng vào thời điểm nào trong ngày, thì sau vài giờ bán cũng nhanh chóng cháy hàng. Thậm chí giữa đêm, nhiều chị em phụ nữ vẫn quay cuồng chốt đơn hàng nghìn hộp. Tại Hà Nội, dâu Tây Sơn La đang nhuộm đỏ siêu thị, cửa hàng trái cây, chợ truyền thống và chợ mạng. So với thời điểm đầu mùa trước Tết Nguyên đán, loại quả đặc sản Sơn La này giá đã hạ nhiệt. Hiện dâu tây loại VIP giá dao động từ 400 đến 550.000 đồng 1 kg, loại dâu lớn có giá 270 đến 350.000 đồng 1 kg, loại nhỡ giá 180 đến 220.000 đồng 1 kg, dâu bi giá 90 đến 150.000 đồng 1 kg. Giá giảm về mức bình dân hơn, dâu tây cũng trở thành mặt hàng được nhiều người tiêu dùng chọn mua thông tin trên cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay quý vị đừng quên theo dõi những thông tin tiêu dùng mới nhất trên các nền tảng số của vvtv tiêu dùng xin kính chào và hẹn gặp lại